Người con gái bé xinh đạp xe trên phố đông, tà áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa. Em mỉm cười xinh tươi, thôi cùng trời 20, niềm vui tương lai đón chờ em. Lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi. Cười trong ánh mắt em ngàn muôn tia khát vọng, vẫy tay chào thế giới bước trên miền đất mới. Tôi tin em cô gái Việt Nam. Rồi mai đây em cũng bay đến những chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim mở ra tiếng nói người Việt Nam. Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. Nụ cười em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân hoan, tràn dâng sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tận chân trời, hãy giang tay cho cuộc đời, và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào em. Người con gái bé xinh đạp xe trên phố đông, tà áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa. Em mỉm cười xinh tươi, thôi cùng trời 20, niềm vui tương lai đón chờ em. Lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi. Cười trong ánh mắt em ngàn muôn tia khát vọng, vẫy tay chào thế giới bước trên miền đất mới. Tôi tin em cô gái Việt Nam. Rồi mai đây em cũng bay đến những chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam. Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. Nụ cười em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân hoan, tràn dâng sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tận chân trời, hãy giang tay cho cuộc đời, và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào em. Xin chào em.
Kính thưa quý vị, như vậy là đêm truyền hình trực tiếp Gương mặt đại sứ nhân ái nhiệm kỳ năm 2020 xin phép được khép lại. Một lần nữa chúng tôi hy vọng sẽ được gặp gỡ lại quý vị với Gương mặt đại sứ nhân ái nhiệm kỳ 2021. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến kênh truyền hình Nhân dân đã truyền hình trực tiếp chương trình ý nghĩa nhân văn này và kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công hơn trong cuộc sống và chúc cho 16 gương mặt đại sứ nhân ái sẽ hoàn thành một nhiệm kỳ đại sứ của mình tại các tỉnh thành. Còn bây giờ, Tấn Văn và Trà My xin được nói lời chào tạm biệt đến quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Gala Đại sứ nhân ái năm 2021.